Hello, hi, xin chào anh em, chào anh em đang bên YouTube của mình nha, mình là mình đây. Hello, xin chào anh em, mình đã trở lại đây. Thì cũng lâu rồi mình chưa có đăng cái video nào trên kênh YouTube của mình, chính xác là khoảng 3-4 tháng. Thì cho anh em nào vô tình lướt trúng cái video này, mình tên là Ngô Minh Quân, hiện tại mình là chủ kênh YouTube Ngô Minh Quân luôn. Thì sẵn tiện hôm nay vừa đầu tư lại một cái bộ camera để dành chụp hình sẵn chờ Tết luôn, thì mình cũng chia sẻ với anh em về cái video ngày hôm nay mình làm, muốn chi nói về những cái dự định trong tương lai mình có thể làm trên kênh YouTube này. Thì mình muốn chia sẻ thêm nhiều những kiến thức mình biết, rồi chụp hình, rồi quay phim, rồi chia sẻ linh tinh, lên ngồi nói xàm xàm hoặc lên ngồi nhìn trước camera nói chuyện với anh em mà có thể live stream trở lại. Thì sau khoảng một thời gian gần chắc là gần hơn một năm mình chưa live stream lại vì vấn đề công việc nè, sức khỏe nè, cái lưng mình ngồi 8 tiếng một ngày, 8, 10 tiếng, 12 tiếng một ngày là rất là ê. Gần đây thì tập thể dục lại đỡ hơn, nhưng mà anh em thấy là mình tròn hơn đúng không? À, tròn hơn so với thời điểm 1-2 năm trước. À, thì nhưng mà không sao, vẫn có thể chiến được. Thì cái video này chính là cái video mà chia sẻ là mình đã comeback và mình sẽ quay trở lại mình làm video với anh em. Thì bây giờ mình đã có camera xịn rồi. Nên anh em thấy nè, lấy nét nè. Đó, đó. Xóa phông nè, bách rau, đánh đèn, anh em thấy đèn còn đánh nghệ thuật không? Đèn đánh là bên đây nè, nữa khuôn mặt bên đây là sáng nè, rồi có đường nó like đàng hoàng ha, xóa phong mù mịt luôn đó. Ra xa là lấy nét hơi bị đỉnh, view này là nói chuyện với anh em là hợp lý đúng không? Đấy, hiện giờ mình đã có thiết bị ngon hơn rồi, nhưng mình cũng đã có cái thời gian nó rảnh hơn xíu rồi, mình sẽ đầu tư cái kênh này lại nó chỉnh chu hơn tí, và hy vọng là anh em sẽ xem và ủng hộ mình mà những cái nội dung mình làm trên kênh này, ok nhá. Nếu anh em thấy video này hay hữu ích thì đừng quên để lại một like, một share và subscribe cho nhiều chúng mình. Và nếu anh em lần đầu tiên tới kênh này thấy mình hay và hữu ích, cũng đừng quên để lại một like, một share và subscribe cho nhiều chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.